em xin chào toàn thể các bác yêu hoa lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì em chủ kênh Vườn Lan Hải Phong hướng dẫn cho các bác cách trồng những cái kỳ mà vừa mới tách trên thân xuống, cực kỳ là đơn giản và hiệu quả nha các bác nhé. Đây, công đoạn đầu tiên thì các bác có sắt thì dùng sắt, mà các bác không có sắt thì các bác có thể dùng những cái que xiên thịt được nhé các bác nhé. Đây ạ. Thì đây các bác chuẩn bị những cái thanh sắt dài khoảng tầm cỡ 5-60 cm đấy ạ. Thì các bác bẻ như thế này ạ. Bẻ hình chữ U nhá. Đấy. Đó. Đây ở đây là em trồng kỳ đôi nhé các bác nhá. Hướng dẫn là bây giờ lan thì nó rẻ rồi nên các bác trồng mỗi chậu 1-2 kỳ vào đấy thì nó sẽ nhanh thành cái giỏ to nhé các bác nhá. Đây. Mình bẻ hình chữ U như thế này nhé các bác nhá. Sau đó mình chuẩn bị một miếng xốp ấy, cắt hình vuông sao cho nó vừa cái đáy của cái chậu nhá. Ở đây là em có dùng cái chậu phi 14 ạ. Đấy thì nó vừa cái đáy chậu như này nhá các bác nhé. Sau đó mình chọc cái sắt hình chữ U này vào cái miếng xốp này để nó cố định nhá, nó không bị lung lay cái sắt ạ. Đấy, xiên theo cái hình chéo nhá các bác nhé. Nếu các bác xiên theo hình vuông này thì nó sẽ không bị vừa, không vừa đâu nhá. À, mình xiên theo cái hình chéo như này ạ. Đấy, sau khi mình đã xiên như này thì là mình đặt vào chậu. Đấy, tiếp theo là mình cho cái vỏ thông to nhé các bác nhá. Thông to đây, cho một lớp vỏ thông to xuống dưới đáy để cho nó thoáng nhé các bác nhé, cho dễ làm nó phát triển này. Đây là những cái kỳ mà em đã tách ra được một ngày nhé các bác nhé. Sau khi tách kỳ là các bác phải để một ngày cho nó khô cái vết thương đấy thì các bác hãy trồng nhé. Đấy, tiếp theo thì mình dùng những cái kẹp này mình cố định cây này. Cây này nó khá là dài nên là em dùng hai kẹp để cho nó cố định cái gốc cây nhé. Đã xong một cái kỳ rồi nhé các bác nhé. Khi mà trồng thì các bác chú ý là để hướng cái mắt ngủ của cây nó ra bên ngoài nhé. Để năm tới này khi mầm gốc nó lên thì nó không bị trổ vào cái thành sắt này nhé các bác nhé. Cố định như này thì nó rất là chắc chắn này. Tiếp theo thì mình cho một lớp vỏ thông vụn vào nhé các bác nhé. Đây vỏ thông vụn này, rải lên trên này để nó giữ ẩm cho cây nhé. Trồng như này thì cây nó sẽ phát triển rất là nhanh các bác ạ, vì là rễ nó khỏe thì nó hút được nước rất là nhanh nhá. Nên là trồng như này thì là cây chỉ có sau khoảng tầm cỡ 1 tuần đến 10 ngày là cây nó cứng cáp lại và nó đi dễ tiếp nhé các bác nhé. Thì sau đúng một tuần hoặc là 10 ngày thôi là cây nó sẽ đi tiếp. Đấy, như vậy là em đã hoàn thành xong một cái chậu lan rồi nhé các bác nhé. Đấy, rất là nhanh và cực kỳ là đơn giản luôn ạ. Đấy, sau đó các bác để chỗ mát và giữ ấm cho cây thì là nó sẽ phát triển sau một tuần ạ. Đấy là một chậu này. Đấy, phương pháp này trồng rất là nhanh các bác ạ. Những bác nào mà không có cái thanh sắt này thì các bác có thể dùng những cái que xiên thịt đấy. Các bác xiên vào cái xốp này để nó cố định cái thanh sắt thì là sẽ giữ cây rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, còn cái phương pháp này thì mình trồng rất là nhanh và hiệu quả này. Nó không tốn thời gian và nó cũng không cầu kỳ quá các bác ạ, mà cây phát triển rất là tốt luôn ạ. Đây là những cái kỳ làm cái trắng Phú Thọ nha các bác nhé, em tách ra đây kỳ rất là đẹp luôn.
dùng hai chiếc kẹp để cố định nên là cây nó sẽ rất là chắc chắn luôn nhé. Bác à, lưu ý là khi mình cho vỏ thông là mình đừng có lấp cái phần gốc của nó nhé các bác nhé. Các bác chỉ cho nó kín cái bộ rễ một chút thôi ạ. Là được rồi nhé. Chứ thôi đừng lấp kín gốc của nó thì nó sẽ dẫn đến là thối gốc và thối mầm nhé các bác nhé. Đấy, để hở như này thôi ạ. Đấy là em xong chậu thứ hai rồi đấy ạ. Đấy thì hôm nay em giới thiệu sơ qua cho các bác về phương pháp trồng những cái cây mà tách trên thân đấy ạ. Nó phát triển mà đây nó tách trên thân cực kỳ là đơn giản và hiệu quả nha các bác nhé. Các bác xem xong thấy hay thì cho em xin một nút like và đăng ký kênh nhé. Mà xin chào tất cả các bác ạ.